Hôm nay mình thử nghiệm cái tưới sữa tươi lên cho cây nè các bạn. Thì thứ nhất là mình tận dụng các bạn những cái hộp sữa mà nó hết hạn nè. Thứ hai nữa là những cái hũ như thế này nó khui ra mà chúng ta dùng qua đêm á, không hết á, thì đừng có bỏ ổn nha các bạn. Tận dụng nó để tưới cho cây. Thì trong cái sữa này nè, mình thấy được những cái, nói chung là có nhiều cái thành phần lắm, nhưng mà mình thấy hai cái là cái đạm với lại cái canxi, thì hai cái này là cây nó sẽ cần nha các bạn ha. Canxi thì thiếu thì cây nó sẽ yếu, nó không được cứng cáp đó, nên mình quyết định thử luôn các bạn. Thì mình cũng trước khi thử thì mình cũng đã có tìm hiểu những cái thông tin, thì nói là cũng có rất là nhiều những cái anh em người ta dùng để tưới cho cây trồng hoặc là rau vậy các bạn. Thì mình nghĩ là áp dụng cho bonsai cũng được thôi đó, nhưng mà các bạn lưu ý là đừng có bao giờ tưới đậm đặc 100% lên cây nha. Mình pha cho nó lỏng các bạn, pha với nước cho nó lỏng ra đó, để giúp cho cây nó hấp thụ tốt hơn và nó không có bị cái rủi ro về vấn đề này kia đó. Thì pha xong thì nó sẽ có màu đục đục như vậy đó các bạn. Cái này đó là cái ưu điểm của nó là nó là cũng là dạng phân bón, nhưng mà nó là dạng sạch hai các bạn ha. Thứ hai nữa là mình để tận dụng hết những cái gì mà bỏ đi để mình làm phân bón cho cây đó, thì để tăng hết cái khả năng hấp thu của cây á, thì mình xịt lên lá luôn đó, xịt lên lá này các bạn, xịt lên lá và xịt cho bầu đất luôn. Các bạn lưu ý là khi mình áp dụng cách này á, thì chúng ta cũng đừng có lạm dụng nhiều quá ha. Cái khoảng cách mà tưới á, thì cũng là 1 tháng một lần ha, và cũng tưới với cái lượng vừa phải thôi đó. Nói chung là cái gì cũng vậy, chúng ta cũng đừng lạm dụng nhiều quá thì nó cũng không có hay đó. Thì mình thử nghiệm nha các bạn, rồi không biết là nó kết quả nó như thế nào thì sau này mình nhất định sẽ quay lên cho các bạn xem. Nhưng mà mình nghĩ hai cái thành phần mà những cái thành phần ở trong sữa thì nó cũng là một cái thành phần phân bón cho cây đó các bạn ha. Thì để mình xịt hết một cái vài cây của mình đó. Sau này nó sống chết như thế nào thì mình sẽ cập nhật lên cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Bonsai Bỏ Túi để cập nhật những cái clip mới nhất của mình nha. Đó, mình sẽ cập nhật liên tục những cái clip chia sẻ về các bạn cách chơi cây mini. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi mình nha.